thân tâm, bạch sư cho con hỏi, thân tâm đều muốn xuất gia nhưng con bị ràng buộc từ gia đình, người thân, đặc biệt từ người bạn khác giới. Con muốn từ bỏ tất cả để ra đi, thì bước đầu tiên con nên làm gì? Con xin giải, xin sư giải đáp thắc mắc. Bước đầu tiên là mặc kệ họ. Nó rõ ràng. Quý vị, tại sao gọi là xuất gia? Xuất gia là cắt ái ly gia. Thì trước khi xuất gia thì cắt ái trước cái đó. Họ buồn, họ khổ thì kệ họ. Lúc đó mới bước ra được một bước. Nó không đơn giản đâu, chuyện xuất gia không đơn giản. Mình phải bước đi chứ. Bước ra được một bước rồi thì sau này những bước tiếp theo nó dễ hơn rất là nhiều. Và sau này quý vị, khi quý vị nhìn lại thì quý vị thấy nó không là cái gì hết trơn. Giai đoạn này chúng ta thấy nó ghê gớm lắm, nhưng một khi quý vị xuất gia được rồi, quý vị nhìn lại nó không là cái gì hết. Nhưng mà trừ khi nhé, xin nói trừ khi cha mẹ già yếu, không ai nuôi dưỡng, mình là người trụ cột duy nhất, mà nếu mình xuất gia thì cha mẹ có thể chết do bệnh, do đói, thì khi đó thì chúng ta nên phụng dưỡng cha mẹ. Còn nếu như mà chúng ta nhắm nha, chúng ta nhắm mà chúng ta đi trong khoảng chừng 5 năm thôi, xin nói trong khoảng 5 năm mà cha mẹ ở ngoài vẫn được, vẫn ổn, thì có thể xuất gia. Bởi vì khi quý vị đi tu thì sau 5 năm, nếu quý vị tu, chịu khó tu, có phước, thì 5 năm mình nuôi cha mẹ bình thường vẫn được. Thậm chí quý vị có thể độ kéo cha mẹ vào chùa để tu luôn cũng được. Nhưng mà mình phải nỗ lực mình tu thì nó mới có phước người tu. Chứ không phải là mình lo mình kiếm tiền hay là này nọ kia mà mình nghĩ như vậy là có phước đâu. Và ở trong tạng luật á, Đức Thế Tôn cũng cho phép là vị tỷ kheo á, khi mà có cha mẹ già mà không ai nuôi á, thì vị đó có thể nuôi cha mẹ của mình. Cái này là luật cho phép ha. Nhưng mà với cá nhân sư thì nên nhắm trong khoảng 5 năm đi. Tại vì như vậy chúng ta mới có thời gian vun bồi phước của người tu. Chứ còn quý vị mới tu thì phước ở đâu ra? Mà phước không có mà chúng ta lo, chúng ta nuôi cha mẹ thì cũng rất là khó. Thì quý vị cứ nghĩ giống như là chúng ta đi xuất ngoại lao động vậy đó. Nhưng mà cái xuất khẩu lao động thì chúng ta cần phải cái thời hạn là phải 5 năm chúng ta mới đem tiền về được. Thì cái này nó cũng vậy. Ở đây không phải sư nói tu để đem tiền về, mà sư nói là chúng ta tu để chúng ta độ cha mẹ của mình. Thậm chí quý vị có thể rước cha mẹ mình vào chùa để tu luôn, xuất gia luôn cũng được, không vấn đề gì hết. Yeah.